xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là về một trong những sản phẩm mặt nạ giấy đến từ Hàn Quốc vô cùng nổi bật Đó chính là sản phẩm mặt nạ giấy hồng sâm Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu một chút về cái quá trình đắp mặt nạ nhé thì uh, sau một ngày dài khi mà chúng ta phải trang điểm hay là đi ngoài đường thì chắc chắn là gương mặt của chúng ta sẽ có bụi bẩn cũng như là các lớp make up rồi là trang điểm đúng không sau các bước chúng ta tẩy trang này sử dụng sữa rửa mặt này thì đắp mặt nạ là một bước không thể nào thiếu trong quy trình dưỡng da hàng ngày của chúng ta được bởi vì chúng ta đắp mặt nạ giấy thì nó sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da này khiến cho da của chúng ta được dịu nhẹ hơn thoải mái hơn thư giãn hơn sau một ngày dài chúng ta học tập và làm việc căng thẳng mệt mỏi và đắp mặt nạ giấy trong một thời gian dài còn có khả năng là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta và chính vì điều này thì mặt nạ giấy đang trở thành một trong những sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Và sau một thời gian tìm hiểu thì anh thấy rằng sản phẩm mặt nạ nhân sâm đến từ Hàn Quốc là một trong những sản phẩm mặt nạ đang được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích hiện nay. Vậy thì sản phẩm mặt nạ nhân sâm này nó có những ưu điểm gì và chúng ta nhận được những lợi ích gì khi sử dụng sản phẩm mặt nạ nhân sâm này thì các bạn hãy cùng anh đi tìm hiểu nhé. Khi nói về đất nước Hàn Quốc thì nhân sâm là một trong những cái dược liệu mà cực kỳ đặc trưng rồi đúng không? và khi mà sử dụng sản phẩm nhân sâm hay là hồng sâm ấy thì công dụng đầu tiên mà người ta biết đến đó chính là một trong những công dụng tuyệt vời dành cho sức khỏe của người dùng, chẳng hạn như là tăng cường sức khỏe này, rồi là hỗ trợ điều trị một số căn bệnh nhất định này, ở tăng cường hệ miễn dịch cũng như là khả năng giúp trẻ hóa làn da và công dụng làm đẹp vô cùng tuyệt vời. Và hiểu được những công dụng tuyệt vời này của nhân sâm, thế nên là các nhà sản xuất cụ thể là hãng Amusex tại Hàn Quốc đã cho ra đời sản phẩm mặt nạ nhân sâm như trên tay Kiều Anh đây. À, những công dụng những đặc điểm nổi bật của sản phẩm này là gì? Đầu tiên, đó chính là khả năng chống lão hóa cho làn da của chúng ta. Như anh có chia sẻ ở trong các video trước sau tuổi 25 thì da của chúng ta sẽ sản xuất collagen chậm hơn đồng nghĩa với việc là các nếp nhăn trên da mặt của chúng ta sẽ xuất hiện. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ nhân sâm hồng sâm đến từ Hàn Quốc này thì nó sẽ cung cấp collagen cũng như là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm xảy đến ở trên da của chúng ta này. Đồng thời là giúp cho da của chúng ta được căng bóng mịn màng hơn. Thứ hai, đó chính là các thành phần saponin có trong sản phẩm mặt nạ hồng sâm này thì nó có tác dụng là lưu thông máu tốt hơn cũng như là giúp cho da mặt của chúng ta được hoạt động tốt hơn. Thế nên là khi chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ hồng sâm này thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta hồng hào và căng bóng trông thấy. Thứ ba, đó chính là sản phẩm mặt nạ hồng sâm này thì nó có khả năng cao trong việc là giúp da của chúng ta thư giãn sau một ngày dài và từ đó thì khiến cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn thứ tư đó chính là khả năng phục hồi các làn da bị tổn thương Ờ, da của chúng ta chắc chắn là bị tổn thương ít nhiều do tia UV này hay là do ánh đèn điện Thậm chí là da của chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện các sắc tố melain hay là có dấu hiệu bị nám đúng không? Tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm mặt nạ này thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta được hồi phục tốt hơn Các vùng da đã từng bị tổn thương ờ, sẽ cũng sẽ là nó được phục hồi một cách tốt hơn Và nó giúp cho da của chúng ta tạo được độ đàn hồi một cách tốt nhất Từ đó thì da của chúng ta sẽ dần trở nên khỏe mạnh hơn thứ năm đó chính là khả năng chống oxy hóa của sản phẩm mặt nạ hồng sâm này khi chúng ta sử dụng thì sản phẩm mặt nạ hồng sâm này có khả năng chống oxy hóa rất là cao thế nên là nó sẽ ngăn chặn các nếp nhăn cũng như là các vết nám tàn nhang xuất hiện trên da mặt của chúng ta thế nên là khi sử dụng sản phẩm mặt nạ hồng sâm trong một thời gian dài thì bạn sẽ thấy da của mình trắng sáng hơn cũng như là việc da của chúng ta khỏe mạnh hơn và các sắc tố melanin hay là những các vết nám tàn nhang như trước không còn nữa. Thứ sáu đó chính là khả năng giúp giảm các triệu chứng của da dầu. Đây đúng là một trong những giải pháp tuyệt vời dành cho những bạn có làn da dầu rồi đúng không? Bởi vì khi chúng ta da dầu thì nó tiết ra rất nhiều bã nhờn và kèm theo đó thì sẽ là lỗ chân lông của chúng ta bị bít tắc lại và nguy cơ dẫn đến mụn các loại mụn luôn. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ hồng sâm này thì nó sẽ có khả năng là giúp cho da của chúng ta là hạn chế tiết lượng bã nhờn da cũng như là kiểm soát lượng dầu, lượng bã nhờn trên gương mặt của chúng ta một cách tốt nhất. Và thế nên là cũng đồng thời là khi sử dụng sản phẩm này thì da mặt của chúng ta sẽ không còn mụn và lượng dầu trên da mặt của chúng ta sẽ được kiểm soát một cách tốt nhất. Và cuối cùng đó chính là sản phẩm mặt nạ hồng sâm thì có khả năng hạn chế quá trình lão hóa cũng như là làm chậm quá trình lão hóa xuất hiện trên da của chúng ta và như kiểu anh chia sẻ rồi đúng không khi sử dụng sản phẩm mặt nạ nhân sâm này tất cả những vết nhăn ở quanh mắt của chúng ta hay là những vết nhăn hình thành bên khóe miệng của chúng ta thì sẽ được đánh bay bởi sản phẩm này và các bạn nên nhớ nhé, hiệu quả tối ưu nhất của nó đó chính là khi chúng ta kiên trì sử dụng trong một thời gian dài. Và bất cứ sản phẩm nào cũng thế thôi, nếu như chúng ta sử dụng trong một thời gian dài thì nó sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng tốt luôn. Và chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ nhân sâm này nó sẽ giúp cho các nếp nhăn quanh mắt cũng như là quanh miệng của chúng ta được dần dần biến mất. Từ đó thì ngăn chặn quá trình lão hóa xảy đến ở trên da mặt của chúng ta và với những công dụng tuyệt vời của sản phẩm mặt nạ nhân sâm thế này thì oanh cũng đang là một trong những tín đồ cực kỳ yêu thích sản phẩm đến từ hãng Amusix này bởi vì những công dụng của nó mang lại cho da của mình thì quá là tuyệt vời rồi tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng anh cũng có một vài điểm lưu ý nhé cũng như là hướng dẫn chúng ta kỹ lại về cách sử dụng sản phẩm mặt nạ để áp dụng được hết những công dụng tuyệt vời của nó cũng như là tận dụng được hết những công dụng mà nó mang lại đầu tiên đó là đối với sản phẩm mặt nạ nhân sâm này thời gian tối đa để trên da của của chúng ta sẽ là từ 15 cho đến là 20 phút và hãy nhớ rằng không được để quá cái thời gian này. Nếu như chúng ta để quá thời gian này sẽ xảy ra quá trình hút ẩm ngược trên da của chúng ta. Từ đó thì sản phẩm này sẽ không phát huy được tác dụng mà thậm chí là nó còn mang lại nhiều tác dụng không đáng có cơ thứ hai đó chính là trước khi đắp mặt nạ giấy thì chúng ta hãy làm sạch da mặt với sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt để đảm bảo cho quá trình chúng ta đắp mặt nạ da mặt của chúng ta được thư giãn cũng như là được làm sạch tốt nhất này rồi là đảm bảo cho các quá trình dưỡng ẩm sau nó được hấp thu dưỡng chất một cách tốt hơn Thứ ba, đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta đắp sản phẩm mặt nạ giấy này, đó chính là vào buổi tối trước khi đi ngủ, bởi vào thời gian này thì chúng ta sẽ không còn phải hoạt động nhiều nữa và thời điểm đó thì khi chúng ta đắp mặt nạ và đi ngủ thì da mặt của chúng ta sẽ hấp thu được hết tất cả những dưỡng chất mà sản phẩm này mang lại. Một vài điểm lưu ý trong quá trình sử dụng sản phẩm mặt nạ hồng sâm hay bất cứ sản phẩm mặt nạ giấy đến từ Hàn Quốc nào. Đầu tiên, đó chính là chúng ta chỉ được sử dụng từ 2 cho đến là 3 lần trong một tuần và chúng ta không nên là ngày nào cũng sử dụng bởi vì nếu như chúng ta thường xuyên sử dụng trong các ngày hay là sử dụng quá nhiều trong một ngày thì sẽ dẫn đến tình trạng là da của chúng ta bị bội thực dưỡng chất. Thứ hai, đó chính là chúng ta không nên đắp quá thời gian từ 15 đến 20 phút nhé. Và cuối cùng, đó chính là sau khi chúng ta đắp mặt nạ xong thì hãy nhớ mát xa nhẹ nhàng cũng như là mát xa đều da mặt cũng như là vùng cổ này của chúng ta để đảm bảo là dưỡng chất thẩm thấu đều trên da mặt cũng như cái vùng quanh cổ này và hãy nhớ rằng sau khi đắp mặt nạ và mát xa xong thì chúng ta hãy rửa lại với nước lạnh để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không để cái dưỡng chất này ở trên da quá lâu và chỉ với một vài điểm lưu ý nho nhỏ như vậy thôi chúng ta đã áp dụng được hết tận dụng được hết những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại rồi. Các bạn hãy nhớ như kiểu anh đã nhắc, dù chúng ta sử dụng sản phẩm gì thì cũng hãy kiên trì sử dụng trong thời gian dài. Và có khá nhiều bạn hỏi anh rằng với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì chúng ta nên mua ở đâu để có thể là mua được hàng chất lượng, cũng như là mua được sản phẩm chính hãng. Thì kiểu anh xin gợi ý rằng siêu thị Hàn Quốc là một trong những địa điểm uy tín để các bạn có thể mua sản phẩm tại đây. Và kiểu anh cũng gợi ý thêm một trong ba phương thức để chúng ta đặt hàng Sản phẩm. Đầu tiên các bạn hãy gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm mặt nạ nhân sâm này. Thứ hai đó chính là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Thứ ba đó chính là các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm mặt nạ nhân sâm này cũng như là nhận được nhiều tư vấn hơn đến từ các chuyên viên. Và quan trọng là các bạn có thể là gặp được Kiều Anh để chúng ta cùng tư vấn cũng như cùng trò chuyện về các vấn đề làm đẹp. Và chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi chúng ta đã có thể là đặt hàng sản phẩm và sở hữu sản phẩm này trong tay rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng? Hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ tới các bạn trong video clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích về cách chăm sóc da mặt cũng như là cách sử dụng sản phẩm mặt nạ hồng sâm một cách tốt nhất. Chúc các bạn luôn có một làn da tươi tắn khỏe mạnh và luôn giữ được nụ cười trên môi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn thắc mắc về sản phẩm mặt nạ hồng sâm Amusix đến từ Hàn Quốc thì hãy nhấn vào các video phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về các video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.